ăn ngày một bữa. Hỏi, kính thưa thầy, nghe lời thầy dạy, con ăn ngày một bữa và tiết kiệm năng lực tối đa bằng cách, nói chỉ khi cần, tập chánh niệm trong việc làm hàng ngày, tập không phê phán, không diễn tả bằng sự cảm hứng mà cố giữ tâm thanh thản. Trong mấy tháng vừa qua có kết quả như sau. 1. Lượng đường trong máu được quân bình. 2. Bệnh gút ổn định. 3. Bệnh phù thủng cũng không còn. 4. Bệnh suy tim ổn định. 5. Bệnh huyết áp được ổn định. 6. Bệnh béo phì ổn định. 7. Bệnh mỡ trong máu trong gan ổn định. 8. Bệnh trầm cảm ổn định. 9. Bệnh mất ngủ ổn định. Mặc dù con tin tưởng tuyệt đối vào việc con có thể ăn ngày một bữa, qua kết quả tốt như kể trên, nhưng người thân con vô cùng lo âu và khuyên con ăn trở lại như cũ, vậy con phải làm gì cho họ có được an tâm? Đáp, ăn ngày một bữa là một đức hạnh của Bậc Thánh Tăng, là pháp môn vô lậu ly tham đoạn áp pháp của Đạo Phật, là một sự sống giải thoát cụ thể rõ ràng trên lộ trình hướng về đất Phật. Ăn ngày một bữa vừa đủ để nuôi sống, cho những ai là những người vô sự chuyên về tu tập thiền định xả tâm diệt ác pháp. Đạo Phật là đạo giải thoát nên ngày ăn một bữa là giải thoát có nghĩa là không bận rộn phiền toái về ăn uống, nhưng đối với người làm việc ít, lao động nhẹ, còn những người làm việc nhiều, lao động nặng mà muốn ăn ngày một bữa, thì phải chọn một bữa ăn chính đầy đủ dinh dưỡng, còn hai bữa ăn kia chỉ nên ăn nhẹ hoặc uống sữa ngũ cốc, nước trái cây mà thôi giống như các nhà sư Nam Tông. Đối với Đạo Phật là, tìm sự giải thoát ngay trong đời sống nên ăn uống có nghĩa là phải đơn giản nhất và tiện lợi nhất như thế nào để được sống với tâm hồn thanh thản, an lạc, bởi vì chủ trương của Đạo Phật là ăn để sống chứ không sống để ăn. Ăn ngày một bữa cũng là một phương pháp nghỉ ngơi và giảm bớt sự lao động trong cơ thể, để cơ thể dồn năng lực để kháng vào bệnh tật khi cơ thể có bệnh. Con nhờ ăn ngày một bữa, đó là giảm bớt sự lao động trong cơ thể của con và con biết tiết kiệm năng lực không để tiêu hao bằng cách không nói chuyện những điều không cần thiết, cắt giảm việc tắm gội giặt rũ, tránh đi mua sắm đồ đạc, tránh đám đông, tránh đàm luận, tránh tranh cãi. Tránh không suy nghĩ những điều không cần thiết dù trong một giây phút hiện tại. Tránh đổi tâm đang bình thản ra tâm giận hờn, phiền não, vân vân. Cố gắng lúc nào có thời gian rảnh cũng giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cố gắng giữ gìn tâm đừng để tâm buồn lo, sợ hãi. Thường tập sống trầm lặng độc cư ngày ít nhất cũng phải 30 phút để sống cho mình. Thường đi kinh hành không nên chú ý nơi đâu cả, mà chỉ để tâm hồn tự nhiên như người vô sự. Đức Phật và chúng thánh tăng ngày xưa ăn ngày một bữa, Phật đã sống đến 80 tuổi, ông A Nan đã sống đến 120 tuổi. Con còn lao động nhiều, nhưng không phải vì lý do đó mà vì đạo đức không làm khổ mình, khổ người, vì thế thầy khuyên con nên ăn ngày một bữa như các sư Nam Tông. Chính đạo đức làm người là trên hết, mình an vui mà mọi người cũng đều được an vui, thì đó là hạnh phúc, là giải thoát con ạ.